Hi. Và ôi giời. Và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của chị Z nhé. I am chị Z and this is my canal. Let's play game. Ok này. Có đồ cho ấy luôn này. Khá là nhiều tiền này. Ê, pha này nếu mà mình để ba vàng mà ba à, tướng mà mình thắng được trận này là mình sẽ 1 2 3 mình bán ba này là vừa đủ 30 tiền này, nhiều tiền phết anh em ơi. Thắng được đấy. Ba tướng thắng được đấy. Thắng được anh em ơi. Quá của rồi bởi mình không nên roll. Cái roll cũng được nhưng mà không nên roll ở đấy không? Gì đây? Biết thi để một con này không? Má cái chịu rồi, đánh thế thì chịu rồi các bạn ơi. Noman, bỏ Noman đi luôn nhá. Thua trận này nhá. Thế nhỉ? Thua ba tướng à? Ừ, lẽ ăn dồn mà một góc phải thua một tướng này. À, ít nhất thì sẽ được một con. Ít nhất giết được một tướng chứ. Và tướng của đấy hơi đau á. Mình muốn lấy cả con voi về. Mình để bỏ con rat đi không? Mình lấy cả con voi về anh em ơi, trận tại trận này mình có cái đồ này khả năng mình sẽ đánh hắc ám cao. Cao sẽ đánh hắc ám ta. Trận này thua được không ta? Mỗi Amelie 2 thôi mà. Chắc là thua anh em. Lau ulti phát đẹp này. Fio ulti một phát đẹp này. Ok. Chịu thua 3. Ok phết. So far so good. So far so good. Zil 2. Zil còn hơn anh em ơi. Thì anh xin chết vì người anh thương. Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương. Dành cho em dành hết ân tình anh mang một đời. Hai bạn ta 687 khá là ok, 88 khá là nhiều. Trận này mình có thể đánh để thắng được anh em ơi. Trận này mình có 7-8 máu thôi. Pha sau dồn tướng lên để thắng nhá. Trái tim anh đau. Na, na, na. What the hell, boy? Ok boy, ok nhờ boy. Gì đây? Nhiều bạn lấy voi nha. Hai con voi này. Một bạn nào nó cầm voi ấy. Nhiều voi á. Nhưng mà mình có voi hai sớm thật anh em ơi. Đấy, voi hai sớm thật, có 6 con voi mình cầm 3 con rồi. Bạn này cầm 2, không có bạn nào cầm 1 nhỉ? Không kịp để ý. Kịp để ý lo xin luôn coi bên kia cầm chín mạng à, chín mạng mình chịu rồi lo xin. Ui nghiệp xin có tiếp được không sao
đừng làm trái tim anh đau. Hi, sorry, vừa bận việc một chút anh em ơi. Just got busy. Không biết đánh trong nào mình đánh trong floor được anh em ơi. Hoặc trong Zill phải thôi, view. Mình sẽ bán hai bạn này đi này, Mình bán đi này. Mua ba con về này. Này floor mình yếu nhỉ. Thế là biết con này cầm cái đấy khỏe thế đó. Correct. Đang cầm vệ. Thêm hai Zill hơn anh em ơi, hai con Zill đi. Zill đứng góc ngon hơn nhé. Cường bắt đấy. Chứ có gì lắm. Truy hồn hay để truy hồn nó floor nhỉ? Truy hồn nó floor cũng ngon lắm nhỉ? Truy hồn cho Vio cũng không phải quá ngon nhưng mà dùng tạm được anh em ơi. Cùng lo 2 là căng đấy. Nhà nào cũng phải đấy nhỉ? Thằng phết là ta. Đừng làm trái tim anh đau. Vậy thì anh tin chết vì người thắng thiếu. Còn mấy góc thẳng giữa đẹp phết. Góc này đi. Ok, dính phát trừ hồn cuối. Vô tiếp anh em ơi. Thiếu lùm bùa không? Để lòng lùm bùa nữa. Này sẽ càng đây. Mình đâu. Bây giờ mình đang chờ một con ngọc đại anh em ơi, một con ngọc đại pháp sư. Không hai đồ tới, có cái đồ mana gì ngon ngon tí. Đỡ khổ, chơi game đỡ khổ. Chữ thua sâu phết rồi đấy, chữ thua 7. Được cái nhiều tiền. Lên 8 sớm. À, mọi chữ lên 8 sớm ra thì... Có ổn ta. Trông có vẻ dở vào anh em ạ. Đấy, cái điểm liền rồi đấy. Đấy điểm rồi đấy anh em ơi. Điểm G nha. Ok, công ty đẹp này. Chắc là gỡ chữ thua ở đây cho anh em ơi. Thua cái này được rồi.
sắp tao chết thua ở đây. Sắp lên 8 rồi này. Một đại pháp sư, chính xác là nó đấy. Ba đồ luôn. Không cần. Nào cần một con Nagot. Giờ là lúc để một con Nagot xuất hiện đấy. It's time for a Lakazot xuất hiện đấy. Ê, trong quả này cho một con Zeus xuống ulti một phát thẳng luôn được này. Hay ấy, thử một phát nhé. Các con Zeus cũng quá đẹp đâu, một vài góc là đẹp, còn một vài góc không đẹp lắm đâu. Góc này đẹp, may quá. À, không, góc này chưa đẹp. Cũng đẹp anh em ơi. Thế là đẹp rồi. Xong rồi Zeus ulti một phát nữa. Ê, không kịp ulti phát nữa. Quyết định sai lầm rồi anh em ơi, vứt ngay. Nay con Zeus rồi đi. Nagot. Tìm luôn. Vội anh em ơi. Thêm một chuẩn có cần thêm không nhỉ? Ui, nó con ulti xấu thế. Ui, xem cao ulti. Năng bảo ba con bỏ ba con nguyên tố đi em ơi, lấy ba con thêm với các thứ vào đi. Mình bán đi mua lại nhá. Đã xin mua lại được. Chuỗi những quyết định sai lầm mà. Bỏ luôn anh em ơi. Này bỏ luôn. Thêm mình sẽ chơi được, ngon cát đánh tanh được, Omen có, cùng chiến có, hắc ám. Thêm chơi góc này đi. Omen. Chơi được anh em ơi, chơi được. Chắc là vẫn sống được. Bỏ còn nguyên tố ở đấy, trận này đánh bán thần chắc luôn. Không có gì khác mà anh mang ngoài bán thần cả. Rôn vội liền. Sẽ phải ra bán đi mua lại không? Thêm tí tiền thôi. Daxi thì còn được chứ con Sephira này cũng tranh nhau. Chưa thua anh em ơi, chưa thua. Nó có 7 con tìm tiếp nhá. Vậy thì anh xin chết vì người anh thương. Sẽ có rất bao nhiêu điều con đang vấn vương. Bây giờ 5 con Nagot hay lên 9 luôn nhỉ? Bây giờ tìm Nagot nó cũng hơi khó. Dự là mình sẽ khả năng lên 9. Ồ, cái 2 này trùng nội tại à? Tại duy nhất. Khó thật, bây giờ tìm một con Nagot nữa cũng hơi khó thật. Tại còn tranh nhau á. Tìm dầu còn khó nữa rồi. Này, đúng rồi, có mấy bạn đi cơ. Hai bạn này đang trợ thủ này, chưa có Nagot này, chưa có dầu này này. Bạn này định chơi hắc ám không? Nên là khả năng mình sẽ lên 9 luôn, tìm một Illu nhá anh em nhá. Xong rồi mình chơi bằng Illu vậy. Chơi bằng Illu hắc ám vậy, lấy sát thương hắc ám đốt xong rồi lấy Illu làm đam. Lên 9 luôn. Nó này còn thêm được nhỉ? Thêm con thêm thì mình sẽ bỏ con Lily đi. Cũng được em, bắn thần. Góc đẹp, nó mà nhảy đẹp. Con cát nhảy được. Trợ thủ gặp mình đứng mà khóc rồi.
Rồi được, Ron quyết đoán đấy em. May cũng may quả đấy Ron ra sớm chứ không quả đấy Ron không ra con gì à. Khỏi chơi. Khỏi chơi game luôn. Thôi. Thôi đừng tham lam em ơi. Đừng tham lam. Chơi game chúng ta không nên tham lam. Ta sẽ lấy một cái nhá. Đây cái này thì chơi hai bán thần cũng được, rồi chơi được thêm con thêm, nhưng mà em mình giữ chơi cái này đi. Cá nhân mình bởi vì mình thích một con Narcot này. Như thế này nhá, thì em sẽ đánh được là một Narcot và một Illu. Thì Illu ulti được luôn và Narcot đánh thường một vài phát nó sẽ ulti được. Nên là nó sẽ có mua nhiều nguồn đam ấy, mình thấy nó sẽ uy tín hơn là anh em chơi hai bán thần xong rồi có thêm cái đồ 40 bên cạnh. Này uy tín hơn. Mình nghĩ uy tín hơn. Thì vẫn chơi ba bán thần thôi. Tại cá nhân mình cũng không thích chơi hai bán thần lắm, hay chơi hai bán thần mình phải tính toán lại nhiều lắm. Rất ghét chơi hai bán thần. Lúc cần thì vẫn được chơi nhưng mà nhìn chung là không thích chơi lắm. Rồi, lại mất con D-Rock. Mua luôn đi. Tại vấn đề ở thế này thôi, nó có thay thương bắt hai đáy à? Không bắt được hết đâu. Không bắt được hết đâu. Đại, rồng với cả voi mình sẽ ulti khá là sớm. Cho con lau sang đứng cạnh của một cái con cát ấy, để nó truy hồn vào mấy góc kia. Truy hồn vào mấy con cát đối thủ nếu mà cần. Nó có chui được vào góc này. Ui, chóc này còn đẹp hơn. Ui, cũng không đẹp lắm. À, bạn này khỏe thế. Khỏe đấy, bạn này. Nào, dòng máy là nó thổi đúng giữa phát chết hết luôn. Sao nó có mình không chui được vào cái góc dưới đáy một tí nhỉ? Nhảy ngay giữa. Đèn. Justice reigns supreme. Nếu mà lên thêm 2 mình chơi thêm thay vì chơi Lily cũng được. Chỗ này chui đẹp này. Phải chui đẹp đấy. Đẹp ok. Ít bạn đánh thú ghê. Ê, không ai đánh thú là mình làm bố được đấy. Bởi vì mình có Illu là tí nữa mình làm bố được mà. Đây có 8 hết đúng không? Mình sẽ lên 9 sớm, phát 9. Phát roll. Ê, nhớ đá xì nhá, mình hay quên đá xì lắm. Đá pháp kỳ phái. Thì anh xin chết vì người anh thương. Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương. Anh một đời. Đừng làm trái tim anh đau. Thế luôn nhá. Mình
voi đồ đi. Oh, it's perfect. It's perfect. Thêm được nguyên tố, thêm được ăn thêm, hay thêm hai ăn thêm. Nguyên tố để làm gì đâu anh ấy. Tao hai ăn thêm ở hai chỗ này đi, trông buồn cười đi. Mình thích sự đối xứng nha em ơi. Xuống hai, xuống hai, hai vả, hai vả. Hai con tên hai vả. Nacot 2 trông cũng đáng sợ thế. Cũng đáng sợ đây, cũng đáng sợ đây, con thấy trả vả được phát nào anh em ơi. Không được. Bây giờ mình thiếu gì nhỉ? Rồng chưa có này. Thiếu một con bán thần. Ừ, thiếu con Illumia. Thêm giáp bổ mệnh được anh em ơi, nó có giáp bổ mệnh. Đến ở ngoài trong cho con thêm trong. Đến lúc mình mua tướng. Ta sau nhé anh em nhé. Sau nhé. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm vàng vừa đủ này. Bán hết đi để lấy thêm tiền không anh em? Con nghèo. Sao mình mua 4 slot tướng mình vào 4 cái chỗ kia. Thiếu con rồng, chưa con rồng. 1, 2, 3, 4 này. Mình cát thế chỗ. Rồi, đồ cho Illu đúng không? Truy hồn. Illu đồ. Cọc đại cho con Nakazot. Rốt nát, ok. Thêm cho Nakazot. Ok. Trông có vẻ là ổn rồi anh em ơi. Không còn gì nuối tiếc rồi. Tên 2. Ok, tên 2. Chịu rồi, đen thôi. Đen thôi. Bạn nào chết à? Ai em sống à? Ai cũng là những người chơi hay ho à? Bạn top 1 thì bay luôn. Đen. Sách thánh bạn này. Thánh à? Chơi được sách thánh bạn này. Ê, trận đấu cân kèo phết nhá. Hồi sao lên nó còn lâu rồi. Không lẽ tiếp. Thế lâu được gì nhỉ? Hay rôm một phát biết đâu ra con vôn cát. Đẹp. Đi đu ulti được này. Vôn cát chơi được vôn cát bên kia này. Dính truy hồn vào mặt. Dính truy hồn mà mãi không chết. À đây chết rồi. Rác hút. Ui. Bắt đầu. Đi à? Đi luôn đúng không? 12 máu. Con đi rác sắc 11 máu hoặc 10 máu nhỉ? 10 máu. How? Không ngờ thật. Không, quả đấy, đúng. Mình không ngờ là quả đi rác. Trận đấu cân kèo như 2 năm máu, 2 máu. Chơi game chỉ cân kèo và von cát này. Like.
Trong bốn cát mình sẽ bên này nhá, bốn cát mình sẽ cản con thêm, kia con thêm mình thì có choi của con voi, nó sẽ không bị cản lại. Con voi mình cần thêm một tí đồ này, cần thêm một tí mana nữa. Bạn nào hôm trước bảo vòng 25 nữa mà ra cái dương màu vàng thì nó sẽ không phải là tăng sót tướng không? Còn này không phải dương vàng không? Tiếp thêm chứ có rồng nhở? Asenka đấy, con Asenka về đi biết đâu cần. Không có rồng nhở? Chứ có rồng, tìm con rồng thêm con Asenka này vào nữa. Căng thẳng đến từng phút cuối. Không có rồi anh em ơi. Thế thì cho thêm một đồ nhé, cái này sẽ cho con cà rốt à? Thêm hai đồ đi. Thế thì mình sẽ bán hết đi nhé. Đi này. Nacot này, cần Nacot 2 cũng được. Chết lên được anh em. Đúng không? Thên góc này bị cản lại bởi rồng chi hồn không? Không phải rồng chi hồn đúng không? Thên góc kia của mình thì ok, bon cát này thì chịu. Vậy thôi. Here's my resolutions. Chi hồn tính hết rồi này. Bon cát nhảy được này. Yu bên kia ulti này. Thên bổ vẫn còn thên 2. Bon cát vẫn sống lại được. Tu lên ulti một phát. Được anh em ơi. Voi 2 không có đam đâu. Ok nhé. Mua bán thêm 2 con nữa. Đang kiếm con voi 3 về nữa là yên tâm này anh em ơi. Hai bạn này chắc vả nhau đi là vừa. Nó tìm. Thêm đồ mana, cần đồ cho voi. Cái này cho con voi nó ulti được gần như được luôn. Cần đồ cho con voi để nó miễn nhiễm khống chế cho team mình. Tiền quá, gần con voi 3. Tiết kiệm từng đồng. Cát được. Chắc lấy con cát đây. Ui được anh em ơi, pha này được đấy. Được đấy. Con cát nhảy có truy hồn. Đây rồi, sống được pha này là kỳ tích rồi. Một bạn phải đi à, đó là bạn Vân đang bận phải đi rồi. Còn bạn hình đậm sâu kia mình vừa cọc vào đầu bạn hình đậm sâu kia đúng không? Được anh em ơi, có gắng con voi 3 nữa là được. Được rồi. Ôi, bạn này không có phong cát luôn này. Bạn này thì mình chơi thoải mái, phong cát mình sẽ đi thẳng một mạch xuống đây luôn này. Phong cát mình đi xuống đây xong rồi mình chơi vào con Ilu ấy luôn này. Con thêm này sẽ để góc này nhá. Phong cát mình sẽ đi xuống góc kia. Nacot mình muốn đổi thẳng mặt với con Nacot này không? Nacot thẳng mặt nhau. Ok anh em ơi. Hết rồi. Này con cát đi được xuống chỗ con Ilu và gần như hết game rồi. Hết game. Chấp nhẹ con rồng. Ôi, đau tim quá. Chơi game mà suốt ngày đau tim anh em ơi. Chơi game để giải trí đấy. Nếu vậy thôi, cái mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh thích tiếp trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Bye bye anh em.